Vâng, xin được cập nhật rằng là chính Châu Việt Cường cũng đã tự nhồi tỏi vào mồm mình trong khi phê ma túy, gây ra bỏng nặng ở cuống họng và làm nhiễm trùng máu. Và có một đặc điểm chung của những kẻ nghiện chơi ma túy tổng hợp, đó là họ chẳng thể nhớ được là mình đã từng làm gì. Chúng tôi cũng đã nhận được câu trả lời tương tự của Châu Việt Cường lúc bị cơ quan công an thẩm vấn. Chính vì thế mà đa số những thông tin về vụ việc đều phải thu thập từ các nhân chứng và các đối tượng khác. Hãy cùng nghe lại lời khai của Châu Việt Cường khi mà tay vẫn đang ôm cổ họng vì bị bỏng. Cái lúc mà xảy ra điều đấy không nhận thức được điều gì cả. Tôi không nhận thức được điều gì cả. Tại vì tôi bị cái ma túy nó phê, nó không chế. Không biết làm được cái gì cả.